Hôm nay ta đẹp được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Chương trình được thực hiện bởi sự tài trợ của Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Bác sĩ Long. Ngay lúc này đây, Tú và anh Thơ cũng như là nhà thiết kế quen thuộc Hà Nhật Tiến đã sẵn sàng mang đến cho tất cả quý vị những thông tin vô cùng bổ ích trong chuyên mục Người đẹp vì lụa. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó là chuyên mục Người đẹp vì lụa. Không biết là quý vị khán giả có để ý không? Ngày hôm nay ba người thì Thơ là người đặc biệt nhất. Tại sao? Hai người hai bên mặc đồ không bình thường, chỉ có hơi mặc đồ bình thường thôi, cho nên người ta đặc biệt nhất. Hai tụi em là đại diện cho những cái gì mà nó fashion nhất, nó thời trang nhất. Lấy cái bộ đồ. Bởi vậy người ta mặc đồ bình thường nhất, người ta đặc biệt nhất vậy thôi. Nói chung là quý vị khán giả cứ nhìn nhận vào cả ba chúng tôi xem thử coi là ai mặc đồ đi sao thời thượng nhất. Thôi bây giờ chắc phải cập nhật tiếp đi Hà Nhật Tiến, phải gặp Hà Nhật Tiến nhiều thì Thơ mới fashion lên nổi thôi. Ủa nhưng mà vấn đề ngày hôm nay chủ đề là gì nhỉ? Chủ đề hôm nay muốn chia sẻ với mọi người đó là các bạn gái thường hay thắc mắc là mặc như thế nào vừa sexy mà nó vừa kín đáo. Tại vì nghĩ là cái thời đại bây giờ không phải là cứ mặc đồ hơi trễ nải, hơi hở cái vòng một tí xíu sẽ là sexy quyến rũ đâu, mà các bạn nên tận dụng có những cái khoảng hở trên người chúng ta với những cái bộ đồ có cách thiết kế khác nhau thì các bạn có thể trở nên quyến rũ rất là nhiều. Tiếng nói vậy thôi chứ bây giờ như đầu tiên hỏi Tú đi. Tú nghĩ như thế nào là quyến rũ? Với cái cá tính của Tú thì Tú luôn thích cái gì đó nó nhẹ nhàng và nó tinh tế. Tôi cảm giác là một cái trang phục có thể lộ hai cái khoảng xương xương quai xanh ở đây thì tôi cảm giác là nó đủ gợi cảm rồi, chứ không cần phải mặc một cái chiếc áo mà hở ngực xẻ ngực xuống tận đây. Thôi chỉ thấy là mỗi lần đọc báo thấy có một cái bạn nữ nào đó trong showbiz, chẳng hạn như là người mẫu hay là diễn viên, mà mặc một bộ đồ mà khoe dòng một căng đầy hay là khoe một dòng eo gợi cảm là hay được giật tít lên báo là cái cô diễn viên đó hay cô người mẫu đó xuất hiện với một vẻ coi như gợi cảm chết người chẳng hạn. Tôi nghĩ với những cái nét cái kiểu mặc đồ đó thì có thể giật tít rất là hot, nhưng mà các bạn biết rồi, cái gì bạo phát thì nó bạo tàn thôi. Giống như là chúng ta sẽ thấy được ấn tượng ngày hôm nay nhưng mà nó sẽ trôi qua là hết. Rồi thôi vậy thôi, bây giờ Hạ Nhật Tiến tư vấn là giờ như Thơ đi. Thơ mặc làm sao để mà vừa kín đáo và vừa các bạn được khen là quyến rũ? Từ đây đầu tiên là các bạn có thể sử dụng cái áo trễ vai để lộ cái xương quai xanh ra. Giống như là mình nói là vai trần đó, là cái sự gợi cảm mang đến từ cái đôi vai của chúng ta. Áo trễ vai thì nó sẽ phù hợp với những bạn gái kiểu nữ tính nhẹ nhàng. Cái thứ hai đó là những cái bạn cá tính phong cách thể thao, các bạn có thể tận dụng những cái áo, những cái váy đầm mà khoe cái phần eo chúng ta vòng hai. Crop top đúng không? Đúng rồi. Crop top thì thật sự là tới bây giờ nó vẫn chưa hết cái độ hot của nó. Các bạn có thể mix match rất là nhiều những cái item khác nhau. Có thể các bạn có sử dụng là váy mini, chân váy, lưng cao, quần beige, quần jean, quần, nói chung là rất là nhiều để chúng ta có thể mặc với crop top. Thực ra thì Thơ cũng đang mặc áo crop top nè. Mà tiếc cái là cái váy nó lên tới đây rồi, đâm ra không có hở cái khoảng nào hết trơn á. Sau này chọn size nhỏ nhỏ xíu thì đúng nó rồi. Có thể lộ lên được cái phần eo. Vậy là bây giờ cái crop top là tới đây đúng không? Đúng rồi. Xong rồi cái váy của mình tới đây thôi. Đúng rồi. Cái khoảng hở thứ ba các bạn dành cho các bạn như là quyến rũ, thanh lịch mà vẫn khoe được cái khoảng hở của chúng ta, đó là cái khoảng hở lưng. Khoảng hở này cũng rất là hay, rất là đúng rồi. Thật ra hở lưng chứ cũng khó lắm á. Tại vì cái da lưng là cái phần da mà ít có nhận được sự quan tâm. Tại sao nhỉ? Không, Tú thì nghịch hàng ngược lại. Vậy với lại xu hướng bây giờ thấy các bạn nữ đang khá là chuộng với những chiếc áo hay là những chiếc váy giống như là ở phía sau lưng các bạn có cái đường trẻ như thế này đúng không? Hai cái miếng vải đắp với nhau và lộ cái phần lưng này rất là đẹp. Hay thậm chí là các bạn tinh tế có một cái khoảng hở nhỏ chính giữa. Ở đây thì rất là hay. Tú cũng rất là để ý các bạn nữ với những xu hướng thời trang hiện nay. Thực sự đó là những cái điểm mà tôi nghĩ là bất cứ cánh mày râu nào khi mà nhìn vào chị phụ nữ mà mặc những bộ trang phục như vậy thì vẫn thấy đúng là một cái nét gợi cảm, nhưng mà nó vẫn rất là sang và vẫn rất là kín đáo. Đúng rồi. Các bạn giống như anh Thơ, hình như hôm nay tôi không thấy anh Thơ mặc cái áo. Đúng. Phải không? Cái áo này là vô hai cái mà hồi nãy Tiến kể ra, một là crop top, một hồi dài. Rồi là sáng tạo luôn đúng không? Cũng hỏi y như Tú nói, nghe là sẽ làm đôi. Cũng đính ra bên trên rồi cũng xòe ra hai bên. Nhưng mà hình như thấy đính cái gì vô hả? Không có tự bên lắm. Đính nó lại rồi. Trời đất ơi. Thật ra
Tú luôn thấy anh Thơ cập nhật những xu hướng, nhưng mà cứ vô ướm vô người một cái là coi như xu hướng nó mất tiêu, giống như vẫn không. Chiếc áo rất tốt nhưng mà nó dài, vẫn cái đường xẻ nhưng mà đính cái hạt lại không. Thực ra là anh Thơ hai cái kiểu như là hòa nhập mà không hòa tan, như là phải biết khô hở với mình. Đúng cái câu hòa nhập mà không hòa tan luôn, cũng hòa nhập đó nhưng mà không có ra. Thôi đúng rồi, phải giữ bản sắc chứ. Thật sự là cảm ơn Hà Nhật Tiến rất là nhiều vì ngày hôm nay đã chia sẻ một vài cái điểm lưu ý nếu mà chị em phụ nữ của chúng ta cũng mong muốn mình quyến rũ hơn trong mắt của người đối diện mà không cần phải quá hở hang để gây ra cái tình trạng bị phản cảm, đúng không ạ? Cảm ơn Tiến rất là nhiều vì ngày hôm nay. Cảm ơn anh Thơ, anh Tú và các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của ngày hôm nay của Tiến.